Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 4 là đợt thứ 2 tỉnh Nghệ An thực hiện hoàn thành và tiễn các công dân từ vùng cách ly trở về địa phương. Một ngày đáng nhớ với các công dân đã thực hiện nghĩa vụ của mình tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh. Bởi với họ, 14 ngày qua là những ngày đầy ý nghĩa. Chính họ sẽ trở thành những tuyên truyền viên về việc phòng chống đại dịch COVID-19 ngay sau khi về tới địa phương. Từ sáng sớm, những căn phòng cách ly này đã trở nên gọn gàng hơn. Mỗi người mỗi quê, nhưng với 140 công dân cách ly tại khu giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An đều có chung một tâm trạng vừa mừng vừa hồi hộp vì hôm nay tất cả họ sẽ được trở về nhà. Ngày trở về đối với họ là một kỷ niệm đáng nhớ. Đây là cái tranh tài bộ đội phục vụ rất tận tình. Mà anh em chúng tôi về đây là khi chia tay thì không biết cái lời nào để cảm ơn được. Về thì không mở tiệc liên hoan bởi vì bây giờ chính sách của ta, nhà nào ở nhà nấy, bản nào ở bản nấy, xa nào ở bản xa nấy, cho nên có trong gia đình ta thôi. Tiếng loa của những cán bộ chiến sĩ vang lên, các công dân trật tự theo hàng lối tiến hành đo thân nhiệt lần cuối trước khi rời khu cách ly. 14 ngày qua, với họ, đó là những ngày đầy ý nghĩa bởi họ vừa được rèn luyện cả về ý chí lẫn sức khỏe cho bản thân. Mong những người vào cách ly như tôi thì là thực hiện cái nghiêm túc cái chủ trương chính phủ đề ra. Quy trình cách ly thì ở đây là tôi thấy như thế là đảm bảo. Thì tôi nghĩ là trong tương lai thì chúng ta sẽ khắc phục cái dịch. Những ngày đầu đấy thì bà con nhân dân còn những cái tư tưởng ấy là dao động. Ấy rồi là vào ở thì theo cái chế độ của quân đội quy định cho nên có cái sự gò bó. Nhưng mà từ vào càng về sau đấy thì bà con nhân dân nhận thức ra từ cái công tác tuyên truyền vận động, từ công tác phục vụ chân tình cho nên bà con nhân dân này cũng tỏ ra là rất tốt và hợp tác và chấp hành nghiêm được cái quy định tại khu cách ly. Tính đến nay đã có 275 người từ các khu cách ly của Nghệ An trở về địa phương. Theo chủ trương của tỉnh Nghệ An, các công dân hoàn thành nghĩa vụ cách ly sẽ được bố trí phương tiện trở về địa phương. Đối với các công dân ngoại tỉnh, ngoài phương án vận chuyển về các đầu mối giao thông như bến xe, bến tàu, họ có quyền yêu cầu các phương án khác.